Chức năng của các hiện tượng tâm lý. 1. Định hướng cho mọi hoạt động của con người. Bất cứ làm một việc gì cũng đều phải có sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị chính là định hướng cho hoạt động. Việc định hướng phải dựa vào các hình ảnh tâm lý được tạo ra trong não của ta. Ví dụ, nghe tiếng chim hót, người thợ săn tiến về phía đó. Tiếng chim hót là hình ảnh tâm lý định hướng cho hoạt động săn chim của người thợ săn. Vì vậy, tâm lý có chức năng chung là định hướng cho hoạt động. 2. Điều khiển hoạt động của con người. Có những hình ảnh tâm lý hình thành động lực thôi thúc lôi cuốn con người hành động. Ví dụ, nghe một bài hát sôi động, ta thấy lòng mình hào hứng làm việc hăng say nhiệt tình hơn. Lúc này, hình ảnh tâm lý có chức năng điều khiển hoạt động của con người. 3. Điều chỉnh hoạt động. Trong khi làm việc, người ta có thể có sai lầm này, sai lầm khác, nhưng có thể sửa chữa, thay đổi hoạt động mong sao đạt được mục đích đã đề ra. Hình ảnh tâm lý giúp con người điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với mục tiêu đã xác định, đồng thời phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế cho phép. Tóm lại, nhờ có các chức năng định hướng, điều khiển và điều chỉnh, tâm lý giúp con người không chỉ thích ứng với hoàn cảnh khách quan, mà còn nhận thức, cải tạo và sáng tạo ra thế giới. Và chính trong quá trình đó, con người nhận thức và cải tạo chính bản thân mình. Tâm lý giữ vai trò cơ bản, có tính quyết định trong hoạt động của con người.